Thực hiện nhiệm vụ chính phủ giao tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch phiên bản 1.0 gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và được vận hành, quản lý, khai thác tại địa chỉ quyhoachquocgia.mpi.gov.vn. Với mục tiêu áp dụng công nghệ số trong quá trình quản lý quy hoạch, góp phần công khai và minh bạch hóa thông tin quy hoạch, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của quốc gia và địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn quốc gia, tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình tra cứu, khai thác và sử dụng thông tin quy hoạch, phục vụ cho các mục tiêu đa dạng của nhà nước, xã hội và doanh nghiệp. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch bao gồm hệ thống thông tin, văn bản và hồ sơ quy hoạch được đăng tải trên cổng thông tin quyhoachquocgia.mpi.gov.vn, bao gồm các hồ sơ quy hoạch và nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt. Hệ thống cũng được liên kết với các hệ thống của bộ, ngành khác như Trung tâm thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ nền địa lý quốc gia, Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được xây dựng trên cơ sở nền địa lý quốc gia, áp dụng công nghệ thông tin địa lý GIS, liên tục tích hợp và trồng lớp các cơ sở dữ liệu của các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030 đang được lập và phê duyệt. Khi hoàn thành việc tích hợp, đây sẽ là cơ sở dữ liệu quốc gia rất quan trọng, phục vụ công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Hệ thống báo cáo về công tác quy hoạch được đăng tải tại trang báo cáo điện tử.mpi.gov.vn để cập nhật tiến độ lập, thẩm định quy hoạch trên hệ thống cổng thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian qua, việc đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch đồng bộ ở các cấp đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng và có tính dài hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch nhằm cung cấp thông tin đồng bộ, thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Trong năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt lên hệ thống để phục vụ công tác tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu quy hoạch. Đồng thời sẽ phối hợp với các bộ, ngành để kết nối thông suốt với các cơ sở dữ liệu khác như cơ sở dữ liệu về dân cư, đầu tư công, đầu tư nước ngoài.